Mỗi con người chúng ta đều quyết định số phận của mình các vị. Các vị là những người tự quyết định số phận của các vị. Không phải ông trời, ông Phật, một thượng đế, một đấng quyền năng nào để quyết định cho cái hạnh phúc, cái đau khổ, cái này, cái khác của cuộc đời các vị. Mỗi một gì trải qua trong cuộc đời các vị, nghèo, giàu, khổ, đau, hạnh phúc, buồn tuổi, tất cả đều phản ánh của một nhân tố trong một đời này hay là nhiều đời trước của chúng ta. Phải tin sâu sắc điều này. Tất cả mọi người không ai muốn mà được theo như ý mình cả. Tùy vào nhân duyên, phước báo, quả báo, nghiệp chướng, túc nghiệp, nó sẽ đưa đến các vị một vị trí, một hoàn cảnh, một cuộc sống tương xứng với những gì chúng ta đã gieo. Nhưng mà theo duy thức học, tôi nói cái này sâu hơn một chút, các vị cố mà lắng nghe trong cái khoảng này để các vị hiểu được cái tính chất nhân quả trong Phật giáo. Cái sâu hơn chỗ này, tiến trình từ nhân đến quả nó phải trải qua giai đoạn, ba giai đoạn căn bản để cái tiến trình nhân quả nó phải trải qua. Thứ nhất là dị thời nhi thục. Thì cái câu thuật ngữ của duy thức học là dị thời nhi tục, có nghĩa là khác thời mà chính. Tôi nêu rồi tôi sẽ giải thích cho các vị sau để các vị hiểu cái này. Thứ hai là dị loại nhi tục, tức là khác loài mà chính. Thứ ba đó là biến dị nhi tục, tức là biến đổi khác đi tính chất mà chính. Ba cái ý nghĩa này nó rất là quan trọng đối với người mà học về Phật Pháp và để tìm hiểu được lý nhân quả này. Thứ nhất, khác thời mà chính có ý nghĩa là từ nhân cho đến quả phải trải qua một giai đoạn thời gian. Và giai đoạn thời gian trong thuật ngữ Phật học căn bản đó là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là gieo nhân và gặt quả, gieo nhân trong đời này và gặt quả báo trong đời này, gọi là hiện báo. Sinh báo là gieo nhân trong đời này, một đời kế tiếp sau đời này chúng ta thọ cái quả báo, gọi là sinh báo. Và hậu báo là gieo nhân một đời này, nhiều đời sau sẽ hưởng cái quả báo, đó gọi là hậu báo. Như vậy chúng ta hôm nay, chúng ta là hậu báo của nhiều đời về trước, đồng thời chúng ta cũng là sinh báo của một kiếp trước khi chúng ta tái sinh. Và đồng thời chúng ta cũng đang thọ hưởng nhân quả trong một cuộc đời này. Và tiến trình nhân quả phải có thời gian các vị. Các vị thấy có những nhân quả là gieo trong một đời này sẽ gặt liền trong đời này không? Có thấy chưa? Thấy không? Hằng ngày đọc báo công an nó có thấy không? Có nhiều người gieo tội ác, có nhiều người gạt gẫm thiên hạ, có thoát được pháp luật không? Cái đó tôi cũng liệt vào cái vấn đề là nhân quả trong hiện báo, tức là đời này gieo, đời này gặt. Tôi cho các vị một câu chuyện rất là vui nhưng mà rất là thực trong vấn đề nhân quả này. Tôi từ Ấn Độ về đây cách nay khoảng là trên tháng. Thì lâu rồi tôi không có dịp để nói chuyện với mấy cái người anh bà con của tôi. Thì hôm đó tôi mới gặp người anh bà con của tôi mới nói chuyện. Tôi hỏi rằng bây giờ anh có tin nhân quả Phật Pháp không? Anh nói tin lắm chứ thầy, bây giờ là sợ lắm rồi. Cái tình ơi, cái lý do gì để anh tin? Thì anh mới kể tôi vậy. Anh nói thầy biết á, mấy năm về trước á, ảnh mua phân các vị, ảnh đi cái đến cái chỗ mà mua bán phân á, ảnh làm ruộng nhiều cho nên ảnh mua phân, ảnh mua mấy chục bao vậy đó. Rồi cái khi mà người ta chở phân đến á thì người ta chở dư một bao. Thì khi ảnh đếm, ảnh biết rất rõ là người ta chở ảnh dư một bao, mà ảnh nghĩ mắc mớ gì, mình đâu có tham đâu, nó chở dư nó chịu chết, trong lòng ảnh nghĩ vậy. Cho nên ảnh im lặng luôn, ảnh lấy bao phân đó, ảnh nghĩ mình mua như vậy là mình có lời dụng bao. Các vị thấy có lời không? Lời sao không lời? Tự nhiên mình mua bao phân mắt thấy mồi đúng không? Mua rồi bây giờ người ta chở cho mình thêm được bao nữa có lời chứ. Nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra các vị? Chủ phân cũng không có đòi ăn, số lượng thì cũng như vậy. Nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra? Ba mùa lúa liền lạc anh đều thất bại. Anh nói rằng anh không thể tưởng tượng được trong cuộc đời lại như vậy các vị. Ảnh là làm ruộng rất là tốt, xưa nay ảnh có kỹ thuật, ảnh làm rất là tốt. Mà anh nói không ngờ rằng chỉ vì một bao phân mà phải chịu lỗ ba mùa lúa như vậy. Anh nói suốt cuộc đời này nửa ký cũng không dám lạng lận với ai nữa, chứ đừng nói một bao. Như vậy các vị thấy cái điều này rất là vô tình.
Nhưng mà trong cái cuộc đời nó có những điều như vậy. Và anh nói từ đó về sau, khi ai lộn ảnh bất cứ một cái gì, ảnh sẵn sàng ảnh giao trả lại. Cho nên các vị thấy, đó là vấn đề trong hiện báo, tức là quả báo trong nhất thời. Vì vậy cho nên trong cuộc đời này, chúng ta sống bằng lòng chân thật, chúng ta sống bằng lòng hiền lương, chúng ta sống bằng lòng bố thí. Tất cả những cái đó là làm cho chúng ta có được hạnh phúc lâu dài cho các vị. Tại vì chúng ta chỉ là người ban bố hạnh phúc cho chúng ta, đồng thời các vị cũng tự làm cho chúng ta đau khổ, chứ không có một ai can thiệp vào trong hạnh phúc và đau khổ của chúng ta. Đến với Phật là phải rất rõ điều này. Đó là hiện báo. Sinh báo là đời này làm đời sau trả. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có tuệ giác, chúng ta không thấy được đời sau chúng ta phải trả những gì chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận được rằng đời này chúng ta trả những gì mà trước kia chúng ta làm chưa? Có không? Có những người chúng ta tự thấy rất rõ đời này chúng ta trả những gì chúng ta đã làm trong quá khứ chưa? Thấy không? Như vậy, và hậu báo là nhiều kiếp về sau. Thì các vị nào có đọc trong cái quyển Từ Bi Thủy Sám, các vị mới thấy rằng Ngộ Đạt Quốc Sư là một người trả một quả báo trong nhiều kiếp về sau. Đây là nói trên vấn đề căn bản thôi. Tiếp theo, một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu trong cái vấn đề nhân quả nữa, đó là dị loại di thục, tức là các loại mà chính. Các vị phải hiểu được điều này, các vị mới hiểu lý nhân quả. Tôi cho ví dụ các vị một ví dụ, rồi tôi mới dẫn cái này đến sau. Các vị nào có ăn trái dưa hấu bao giờ chưa? Các vị thấy dưa hấu được hình thành từ cái gì? Hả? Có phải là từ dưa hấu và thành dưa hấu không? Xin thưa với các vị phải hiểu cái này, các vị hiểu rõ nhân quả. Dưa hấu hay là trái cam? Trái cam được hình thành từ những cái không phải cam. Các vị thấy đúng không? Trái dưa hấu được hình thành từ những cái không phải dưa hấu. Đất có phải là dưa hấu không? Nước có phải dưa hấu không? Mặt trời có phải dưa hấu không? Phân có phải dưa hấu không? Công mọi người làm có phải dưa hấu không? Tất cả những cái không phải dưa hấu mà cho chúng ta một trái dưa hấu. Trong trái dưa hấu đó nó có xương nè, có không? Có nước nè, có không? Có mặt trời nè, có không? Có đất nè, có phân, có mồ hôi, có công sức, có không? Trong trái dưa hấu có đầy đủ tất cả yếu tố. Như vậy, những yếu tố làm thành trái dưa hấu không phải là trái dưa hấu từ ban đầu. Để tôi nói như vậy, các vị thấy rằng trái cam cũng tương tự như vậy. Trái cam được hình thành từ những cái không phải là cam. Vì vậy, cái hiểu gì trong cái vấn đề nhân quả này? Tất cả những quả báo chúng ta đã chịu trong ngày hôm nay hay là mai này, những hành động thiện ác của chúng ta, nó đều bổ sung cho cái vấn đề kết quả của chúng ta cả. Nếu chúng ta gieo một cái nhân ác, nhưng mà chúng ta tiếp tục làm ác, không biết tạo nhiều công đức lành, thì cái tội ác này chúng ta sẽ bị bổ sung bởi những cái không phải là chính nhân tố này, nhưng mà nó làm tội chúng ta càng ngày càng nặng hơn. Nhưng mà ví dụ chúng ta phạm một tội ác, nhưng mà chúng ta làm rất nhiều công đức lành, thì tất cả những cái này nó đan xen để nó làm cho cái kết quả của chúng ta có thể nhẹ hơn ban đầu. Vì vậy cái tác dụng của cái dị loại nghi tục này là nó mang tính cách bổ sung hỗ tương về nhân quả. Ví dụ chúng ta sát sanh, hay là chúng ta ích kỷ, hay là chúng ta sân hận, hay là chúng ta lường gạt, tất cả những cái đó mặc dầu nó không phải nghèo, nhưng nó là cái nhân tố của cái gì? Của nghèo, của bệnh tật. Bệnh tật không phải là nghèo, nhưng chính bệnh tật làm cho chúng ta trở nên nghèo. Như vậy thì tất cả những cái hành động đưa đến kết quả, nó bao gồm rất nhiều những hành động khác biệt nhau, từ cái hành động của chúng ta ở tư duy, ở lời nói và ở hành động của mỗi người. Cho nên gọi là dị loại nghi tục, khác loài mà chính. Cái thứ ba mà chúng ta cần hiểu đó là biến dị nghi tục, tức là thay đổi cái tính chất đi mà chính là gì? Ví dụ trong cuộc đời, các vị đừng nghĩ là chúng ta cắt cổ con gà là kiếp sau chúng ta phải đọa làm kiếp gà chúng ta trả. Có phải vậy không? Hay là hôm nay chúng ta ăn cắp ai 10 đồng, mai này chúng ta phải có cái cách gì để chúng ta mất 10 đồng.
tất cả những cái điều đó nó không giống vậy. Ví dụ anh tôi hồi nãy ảnh có một bao vân thôi, nhưng mà ảnh phải trả cái gì? Ba mùa lúa, phải không? Như vậy thì ba mùa lúa nó sẽ có giá trị hàng gấp hàng trăm lần cái bao vân chứ. Như vậy các vị hiểu điều gì tôi muốn nói? Các vị nhớ kỹ rằng hành động ác mà mình lỡ gây, mà nếu mình là người học Phật, mình lỡ gây là mình phải ý thức được ngay mình đã lỡ làm một cái điều không tốt, cho nên phải ăn năn sám hối và phải làm rất nhiều công đức lành. Tất cả nhân quả đã gieo trong cuộc đời này không bao giờ mất. Chắc vì nhớ cái điều này, trong kinh Nhân Quả Phật dạy là: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Sở dĩ bá thiên kiếp là mặc dù trải qua trong trăm nghìn kiếp, tất cả những nghiệp chúng ta đi gieo không bao giờ mất. Khi nó đầy đủ nhân, đầy đủ duyên thì chúng ta sẽ trả cái quả báo này. Như vậy thì các vị hiểu được điều này gì trong này? Quả báo thì không mất, nhưng mà chúng ta có thể làm nó nhẹ đi, được không? Tôi cho các vị cái ví dụ nha. Bây giờ tôi cho một cái cục đá là 5kg đi, 5kg. Nhưng mà nếu cục đá này em bé nó ôm, nặng hay nhẹ? Nặng. Bây giờ em bé nó ôm nặng quá thì bây giờ cái đứa đó nó lớn hơn chút, nó 10, 12 tuổi. Nó ôm, nhẹ nặng? Cũng nặng mà đỡ hơn chút, phải không? Bây giờ đến một người nữa trưởng thành ôm thì nhẹ nặng? Tôi ôm nhẹ nặng? Xin thưa với các vị, nhưng mà nếu một lực sĩ ôm thì nhẹ nặng? Như vậy cái cục đá này nó có thay đổi về kilo không? Vẫn là một cục đá 5kg, nhưng mà nếu một em bé ôm thì vô cùng nặng. Một đứa lớn hơn nữa ôm thì cũng nặng mà đỡ hơn một chút. Nhưng mà nếu người trưởng thành ôm thì nhẹ, mà nếu là một tay lực sĩ thì không có thấm béo vào đâu. Các vị hiểu được ý này không? Cho nên các vị phải hiểu cái ý này rất là quan trọng. Gieo một hành động là không tốt, nhưng mà cuộc đời còn lại của các vị sống tốt thì các vị đang tạo cái sức mạnh trong con người mình, như là một em bé, như là một đứa lớn hơn, như một người trưởng thành hay là một lực sĩ. Tất cả những tội ác các vị tạo trong đời vẫn là 5kg đó. Nhưng mà khi các vị có công đức lớn, các vị biết hồi đầu, các vị biết hướng thiện, các vị biết tu hành, các vị sẽ hóa giải và làm nhẹ cái quả báo này đi. Các vị hiểu được ý đó không? Như vậy trong cuộc đời nhân quả gieo là không mất. Tôi tin chắc 100% 5kg đó có mất không? Nhưng mà tại sao nó nhẹ dần? Nó nhẹ dần do cái gì? Do cái sức của con người mạnh hay là yếu. Như vậy nếu một người càng yếu thì cái cục đá này thế nào? Càng nặng, đúng đó các vị. Vậy trong cuộc đời này, các vị có tu, các vị có làm lành, các vị có làm phước, tất cả những cái đó nó cứu cuộc đời các vị mà đôi khi các vị không bao giờ biết. Các vị qua được một cái gì khổ đau, các vị nó hên quá mà các vị không nghĩ rằng mình đã nhờ có tu một cái gì đó. Xin thưa với các vị, tất cả mọi điều trong cuộc đời là một quy luật, là một quy luật. Bất cứ một hành động nó thiệt với các vị cắt đầu con cá, con tép, tôi nói cho nó chi ly, không có phải là các vị đầu xanh lại thành một con cá, con tép để trả cái nghiệp này, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà tất cả mọi cái hành động đó nó có một cái quả báo, và quả báo này nó đi theo cái chu trình là của ba cái loại thục mà tôi vừa nói với các vị: dị thời nhi thục, dị loại nhi thục và biến dị nhi thục. Nếu không có tính chất của dị thục này thì nhân quả của đạo Phật thiết lập ở một mức độ rất là thấp, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Điều này không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề trên thế gian này. Chỉ khi qua quá trình của dị thục mới giải quyết được tất cả những gì tồn động trong cuộc sống xã hội này qua lăng kính của nhân quả Phật pháp. Các vị nên nhớ như vậy. Ví dụ nếu là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu thì trên thế gian này không bao giờ có một ai có thể có khả năng thành Phật, và không có một ai có khả năng có thể là giảng sanh cực lạc. Đây là điều tôi nói tiên quyết như vậy. Bởi vì một đời các vị ăn bao nhiêu con tép, các vị ăn bao nhiêu con cá, các vị ăn bao nhiêu con gà. Như vậy các vị nếu không có tính chất của dị loại, dị thời và biến dị nhi thục này thì không lẽ ăn một con tép phải kiếp sau phải làm một con tép bò bò ở trong nước để trả lại, ăn con gà chứ sao phải làm con gà nhảy nhảy cho người ta ăn lại,
Như vậy đời nào các vị mới thoát khỏi được cái dòng lẫn quẩn đau khổ này các vị? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là một hành động ăn một con cá, con tép, con gà, con vịt đó không có quả báo. Cái quả báo của nó là tùy cái tâm lượng, tùy cái nhu cầu, tùy cái mục đích của các vị. Và khi các vị trong cuộc đời các vị sống bằng cách nào thì tất cả mọi thứ đó nó là cục đá nặng hay nhẹ đối với cuộc đời các vị. Các vị hiểu ý này tôi muốn nói chưa? Cảm ơn các vị. Tôi cho các vị thí dụ nữa để các vị nắm rõ hơn. Bây giờ một nắm muối đi. Tôi có một cái ly nước như thế này. Nhưng nếu tôi hốt một nhúm muối về, tôi bỏ vô trong đây, mặn không? Rất là mặn. Tôi cũng một nhúm muối này, tôi bỏ vô cái thao nước lớn hơn, mặn không? Mặn, nhưng mà đỡ hơn chút, phải không? Nhưng nếu tôi bỏ nắm muối này trong một hồ nước, hay là trong những cái bồn nước lớn hơn, hay trong một dòng sông, thì cái nắm muối này có mất không? Nhân quả mà sao mất được? Cái nắm muối dầu bỏ vô đây, vô cái tách này, hay là nắm muối bỏ vô một cái thao, hay là nắm muối bỏ vào cái bồn, hay là nắm muối bỏ vào dòng sông, về dung lượng của nắm muối không bao giờ mất. Nhưng mà tại sao khi bỏ vô đây thì mặn, bỏ vô thao thì lỡ hơn, bỏ vô bồn thì lạc rồi, bỏ vô sông thì không có ý nghĩa? Các vị hiểu được cái gì? Cùng là một hành động đã gieo, cái quả không bao giờ mất. Cái quả nó nhẹ hay nặng là tùy vào đời sống của mỗi con người chúng ta đó các vị. Nếu đời sống của các vị nhiều thiện duyên thì các quả báo của các vị nó nhẹ đi. Và đời sống các vị thiếu tu hành, nhiều ác duyên thì cũng là một cái quả đó mà nó nặng đi. Cho nên người ta thường nói câu gì? Nhà sập thì sao? Nhà sập thì bị bìm leo. Không phải cái ý nghĩa nó là như thế đâu, mà có nghĩa là nước quá ít cho nên muối nó mặn đó. Hiểu được ý này không? Vì các vị không có tạo nhiều nước cho nên muối nó mặn. Cho nên khi mà muối nó mặn rồi các vị nó nhà sập bìm bìm leo. Không phải, các vị thiếu tu hành, thiếu tạo nhiều phước duyên mà nó như vậy. Các vị đồng tình ý này không? Như vậy giáo lý nhân quả của đạo Phật có sáng tỏ không? Như vậy đâu có bất cứ một cái gì mà mờ ám đâu các vị. Cho nên các vị biết rằng về học thuyết của Phật giáo, nhân quả là một học thuyết rất công bằng. Công bằng hơn cả luật pháp trên cuộc đời này. Luật pháp trên cuộc đời này chỉ là tương đối. Đôi khi còn vì tình cảm, đôi khi còn vì một lý do gì đó, đôi khi còn cách này cách khác mà có thể thay đổi một cái sự nặng nhẹ bằng cách này, lèo lái cách này cách khác. Luật pháp có khi cũng có điều đó nữa. Tôi nhớ ngày xưa thầy tôi kể lại á, trong cái thời kỳ pháp thuộc á, thì ở bất cứ một cái nơi tòa án xử án nào á, nó cũng để một cái câu vậy: đa kim ngân phá luật lệ. Ngày xưa là vậy, thầy tôi kể lại thời pháp là như vậy. Cho nên những người ngày xưa giàu có thể mua được cả luật pháp để mua chuộc cả tội của mình. Vấn đề này thì tôi muốn nói rằng luật pháp trên cuộc đời này cũng chỉ là tương đối, nhằm làm giải quyết đi một sự xáo trộn, một sự gì đó để đem lại sự tương đối bình an trong cuộc sống này, nhưng không thể tuyệt đối như luật nhân quả được. Bởi luật pháp còn đổi, còn thay, còn thế này thế khác. Quốc gia này với cái quan niệm luật pháp này, quốc gia khác quan niệm luật pháp khác, nó tùy vào quốc gia, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cuộc sống, nó có thể thay đổi theo từng thời đại. Nhưng mà nhân quả là một quy luật của cuộc đời, không thay đổi theo không gian, cũng không thay đổi theo thời gian. Thay đổi hay không tùy vào đời sống tâm đức, qua quá trình luân hồi của mỗi con người, qua quá trình chuỗi thời gian cuộc đời của mỗi con người, thì điều đó để xác định cho cái tính công bằng của lý nhân quả.